Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Ngoài sân vườn của Lưu Tử An, sao đột nhiên hai con người này lại đánh nhau rồi? Đánh khá kịch liệt. Phát huy của tên này rất là không ổn định, có vấn đề lớn trong việc vận dụng sức mạnh của bản thân. Tấn công của hắn có lúc ngay cả ta cũng khó đỡ nổi, có lúc lại nhẹ như là bông gòn. Khai thiên cảnh, căn cơ vững chắc thật sự không thể nào gặp phải loại vấn đề này. Trạng thái như hắn, chỉ cần bị đối thủ tìm được một chút sơ hở thì có thể lấy mạng của hắn. Cho dù bây giờ muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hắn không thể nào cứu được nữa, nhưng bây giờ ta chưa thể nào giết hắn. Thật sự chọc giận Quỷ Liều, ngày tháng của ta cũng sẽ không dễ sống. Oái ra cho ta. Dương Khai, không giết chết ngươi, ta cùng họ với ngươi. Hắn cưỡng chế thúc đẩy sức mạnh bản thân vốn không thể điều khiển được, chắc rất nhanh sẽ bị phản vệ. Đến lúc đó không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Dừng tay hết cho ta. Chủ nhân. Đáng chết, cưỡng chế thu tay bị phản vệ rồi. Quỷ Niêu đại nhân, cuối cùng cũng dụ được ngươi ra rồi. Nếu làm lớn chuyện này để vực chủ đại nhân biết, ta ngay cả mặc đồ của hắn cũng dám hạ thủ, vậy thì mất nhiều hơn được. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là thế nào? Quỷ Niêu đại nhân, ta muốn tố cáo Lưu Tử An lừa Dương Mỗ mới đến không biết gì, lại dám mượn danh nghĩa của đại nhân đòi lợi ích với Dương Mỗ. Có chuyện này? Tuyệt đối không có. Ngươi dám nói, ngày đầu ta đến, ngươi không thu khai thiên đan của ta, cái đó không phải ta tìm ngươi lấy, là tự ngươi cho ta. Nếu ngươi không mở miệng đòi, ta làm sao cho ngươi? Quỷ Niêu đại nhân minh giám, ta vốn tưởng có thể tiết kiệm, ta có thể kết thiện duyên, nào ngờ tên này tham lam vô độ, hôm nay lại còn mượn danh nghĩa của Quỷ Niêu đại nhân, sư tử há mồm. Ngươi đừng hòng nói bừa. Đại nhân không muốn biết hắn làm thế nào bại hoại danh dự của ngươi hay sao? Dương Khai, ngươi nói ra nghe thử. Vực chủ đại nhân, trước khi bế quan trị thương cũng đã dặn dò Quỷ Niêu đại nhân tìm cho ta một viên huyền mục linh quả. Lưu tử an này ỷ mình là mặc đồ dưới trướng của đại nhân, đã sư tử há mồm với ta, nói thẳng muốn lượng lớn vật tư. Hắn còn nói những yêu cầu đó không phải vì bản thân hắn, mà là vì Quỷ Liêu đại nhân người. Thuộc hạ vạch trần bộ mặt xấu xí của hắn. Hắn giận quá hóa thẹn, thuộc hạ mới đánh nhau với hắn, mong đại nhân minh xét. Nói bừa, vốn không hề có chuyện này. Không có chuyện này? Vậy Lưu huynh nói xem, tại sao lúc lễ chúng ta lại tranh chấp không thôi? Mặc đồ mới đến như ta không thể nào tự chuốc phiền phức, vô duyên vô cớ đến đây đắc tội huynh chứ? Phế vật. Dương Khai, ngươi không xong với ta. Bất luận nguyên nhân là gì, hai người thân là mặc đồ lại dám ở trong lâu đài của vực chủ đại nhân đánh nhau, đều phải chịu phạt. Lưu Tử An phạt ngươi hai viên thiên địa, phạt ngươi hai viên thiên địa cầu. Còn về ngươi, phạt ngươi một viên thiên địa cầu đi. Quỷ Niêu đại nhân, ta là người bị hại. Người bị hại? Không bằng không chứng. Ngươi có chứng cứ hắn nhận khai thiên đan của ngươi hay không? Chuyện hôm nay hai người đều có lỗi, bổn lĩnh chủ xử lý như vậy, cho dù là vực chủ đại nhân cũng không có ý kiến. Sao, ngươi không phục? Thuộc hạ nhận phạt là được. Ngươi rất tốt, đại nhân quá khen. Nhìn náo nhiệt gì chứ, tan đi. Đại nhân, huyền mục linh quả, vực chủ đại nhân dặn dò khi nào có thể cho ta. Chờ đó bổn lĩnh chủ tìm được, đương nhiên là sẽ cho người. Ta quậy như vậy, trong thời gian ngắn, hắn không thể nào cho ta huyền mục linh quả. Nhưng cũng không có gì đáng hối hận. Ta không thể nào thật sự chờ, thật sự mở tiểu càn khôn mặc hắn ăn thiên địa vĩ lực của ta. Huyền mục linh quả, không mong đợi gì ở Quỷ Niêu, ta chỉ có thể tự nghĩ cách.
Đúng rồi, không bằng không chứng, ngươi không có cách với ta. Nếu không đánh ra được phần, bán tiêu hóa vẫn được chứ. Nếu có lần sau, thứ ngươi gói ra, ta sẽ nhét trở lại cho ngươi.